Hiện tại thì nó đã connect thành công. Báo cáo này. Thì cái mình đang làm đó là mình sẽ dùng sau khi mà mình authenticate xong ở dưới front end, mình sẽ dùng một cái gọi là adapter bên thằng auth này để nó có thể mix data lên. Mình sẽ lưu cái data này lại trên back end của mình để mình authorize cái API back end của mình luôn. Thì hiện tại nó đã ok rồi, mình đem một thử này. Out. Export profile file này, login background này, đó là cái kết quả cuối cùng. Thì những sự thay đổi là gì? Đầu tiên đó là ở bên cái vào này mình chỉ cần định nghĩa cái mình sẽ có cái adapter này. Cái adapter này thì hôm qua bị một số lỗi cho nên mình đã mua cái code gọi lên backend qua bên này rồi. Mình tạo một cái instance API instance của thằng ASOS, instance của thằng này mình dùng lại bên này thôi. Thì mình đã gọi lên trên backend hết này, tất cả cái methods mà nó yêu cầu thì mình đã gọi lên backend hết rồi. Mình sẽ sửa lại những chỗ này sau ha, mấy chỗ này để các data thì chưa quan trọng. Rồi nó lên hết rồi, nó lên hết rồi. Thì ở trên backend này mình đang tạm thời dùng một cái static class để manage cái section với lại cái user thôi. Mình sẽ lưu xuống database. Thì những cái method nó khá là đơn giản, nó chỉ là như thế này thôi. Nó, cái data truyền lên gì thì mình cứ lấy và mình insert cho thôi. Rồi. Quay lại xuống dưới này, nó có một số cái vấn đề. Ví dụ như khi create section đi, create section nó sẽ trả về một cái adapter section. Create section user create section này, nó sẽ trả về một cái adapter section. Thì cái adapter section mình có ba cái pop như thế này, trong đó cái expire là một cái datetime. Nhưng mà ở trên .NET backend khi mình trả về cái datetime thì nó sẽ serialize xuống thành string, để serialize xuống cái response thành string. Cho nên cái chỗ này á, mình bỏ này đi em này ha. Đây, trong data này mình sẽ out ra lại lại này. Thì cái đó là get by hay, tại vì ở trong cái chỗ này mình định nghĩa cái debug cho nên nó sẽ log ra cái console cho mình ha.
Đâu ta? Mình sẽ bỏ cái này này. API của mình không dùng cái này nữa. Này nó làm cái gì? Mình sẽ mở ra mình coi ha. Mình sẽ refresh lại. Đây này ha. Đây này. Ok. À. Ok. Vẫn ok ta. Shop này. Intersector này. Cái này. Rồi mình clear data này đi. Mình đang demo lại cái issue mà mình gặp phải ha. Đây. Refresh lên nè. Rồi nó lên này mình phải in lại này khoảng khác này rồi đó thì các bạn đưa này nhiều lúc nó được nhiều lúc không thấy là này thì cái lỗi mà mình gặp phải đó là khi mà nó serialize cái data này xuống đó, thì cái expire này nó là một cái string cho nên trong cái thư viện của cái thằng next này này cũng là cái mức mà nó set expire á hình như là mình để cái thằng còn một cái nữa chỗ chỗ cái nữa vào này à, rồi refresh lại. Refresh lại vì vấn đề này, này mình đi và mình reload lại coi nào ok này login lại in using Google fail đó thì fail là cái thằng expire is invalid
expire này invalid á, mình check là thấy cái expire này nó là một cái string này, cho nên cái lúc mà nó gọi cái hàm trong cái code của thằng này, mình thấy nó có một cái chỗ là expire.format isoi đó, cái string nó không có cái daytime thì nó mới làm được, còn cái string thì nó không có cái hàm đó, cho nên nó bị exception này. Thì mình dùng cái thằng API này, dùng cái thằng interceptor, hoặc là chỗ này ví dụ như mình interceptor mình sẽ dùng cái thằng này này tạm thời ha. Thì thì mình và cái này lại thành đây ha, anh ha, đây lại rồi nó vẫn bị fail hả? À đây nè, Session expired to iso string in not a function. New day time từ này làm ra. New day này ok mà. Cái lỗi này session new day chấm to iso string thì vẫn đúng, này là lúc nó gọi lên cái hàm là đây, get session and user, get session and user này. Nên là cơ bản là mình cũng sẽ phải tiếp tục mình làm với những cái chỗ này nữa, thì bởi vậy cho nên mình dùng cái thằng interceptor của cái thằng ASOS để mình convert lại cái này thì khá là đơn giản thôi. Thì nếu mà trong cái body mà nó có một cái prop và cái prop đó được recognize là dạng ISO format á, thì mình sẽ bạc cái đó thành dạng cái daytime. Xong. Inline. Cao này. Thì cái này nó login thành công. Nó login thành công này. Nó có tên này. Nhưng mà cái UL nó không có redirect lại này. Cái này thì mình có search thì mình thấy là nó nói là phải update lại cái section. Nhưng mà cách đơn giản hơn đó là mình có thể lại cái file này. Mình dùng cái mode là section và cái strategy đó là utility. Thì cái còn khác, những cái còn lại thì mình không set thì nó sẽ là đi default ha. Đó, khi mình như thế này clear cái data đi, test lại, login lại, login thành công đó, thì nó là thành công ở đó. Thì đó là những cái sự thay đổi mà mình đã coi và mình đã apply cho cái này ha.
Bỏ đi. Này. Sẽ làm biết cái này. Vì cà phê test dùng ở đáp em mình hay thì mình custom game này một cái bọt cái này ra đi thêm những cái hàm bọt rồi của mình chiêu này chiêu thôi không quen thì mình ở đây mình sửa lại cái chỗ hay mình sửa lại như đây cho nó dễ đó là backend của mình á, thì mình sẽ là be sẽ redirect lại thành end.cpi thôi đỡ phải làm rườm rà cái chỗ API duyệt code này của mình thì những cái chỗ trong cái editor này mình gọi tắt VE hết thì function này dùng history config lib custom backend adapter okay. HTML và cuối cùng là cái contract của mình thì cái chỗ này mình sửa lẹ để mình có thể test cái adapter của mình bây giờ mình sẽ redirect này lại này là test backend rồi ok mình sẽ custom lại cái backend adapter này của mình thì mình sẽ phải code bằng backend cái chỗ authenticate ở backend thì bây giờ những việc mình cần làm là cái gì đầu tiên là mình sẽ refactor này lại để cái này nó lưu xuống database sau đó thì mình sẽ phải dùng cái middleware .NET này để nó có thể authenticate cái request của mình còn nếu mình không custom cái authenticate thì bên backend nó vẫn chưa chưa gọi là authenticate được cái này những việc mình mới làm chỉ là lưu cái data authenticate ở dưới frontend xuống backend mình sẽ cái
project đi. Add library makeup app dot co đi. Cái này mình sẽ viết cái project này thì mình sẽ để tất cả trong cái co luôn cho nó đơn giản. Co này mình sẽ có infrastructure ha. Mình sẽ để cái data trong co infrastructure trong co luôn. Có luôn thì có luôn thì cái này B thì mình sẽ có, mình sẽ coi lại cái số adapter này, cái structure database ở đây họ đang lưu kiểu như thế này thì user model is for information select username email address account, a single user can have multiple accounts but each account only have one user. Đây mình sẽ có user. Multiple accounts. Ok. Cái này có nghĩa là ví dụ như mình dùng Google sign in. Ở đây cái provider mình sẽ là Google này. Mình sẽ có một cái account nằm trong cái chỗ này. Và cái thằng user này của mình thì nó vẫn là mình, tức là một cái thằng user. Bây giờ user nó mang nghĩa là một cái thực thể có thật, ví dụ như là mình đi. Những account thì mình có account Google, mình có account Facebook gì đó thì vậy, cho nên khi mình tạo thì user thì dường như mình lấy cái email làm cái relationship đi, thì làm cái unique ID đi thì mình chỉ có một cái user của mình thôi, nhưng mà account thì mình có nhiều, khi đó nó sẽ link này lại thì mình sẽ thiết kế nó sẽ dựa theo cái model này luôn đi, user account section và section. Cái này thì có vẻ mình chưa cần này. Thì để là user user thì mình sẽ có là ID, name, email, email verify và image. Không cần image. ID, email, name, email, email verify, stamp, return. Image string. Rồi. Ở đây nếu mà follow theo cái này thì cái ID nó sẽ là cái string. Ok. Yêu luôn. Là vui.
User. Account. Account thì nó sẽ có là này đó là ID nè, user ID nè, file là gì để không biết nữa, provider nè, provider account ID nè. Request nè. Nè. Tốt nè, cái này thì mình đi cầm nè, nó này thì mình có thể không cần đây, mình cứ thêm vô đại hành tính sau cái section thì nó sẽ đi đó. Nó có là view id account style là custom cần là user id này nó có này mình disable null Nunable. Rồi. Verification nó cần thì mình chỉ cần cái section nó có một user có nhiều section nè. A single user can have multiple section. Chỗ này mình có thể định nghĩa cái relationship cho nó được. User id. Mình sẽ có cái nhiều account hay section. Bên này cái account nó có user ID và nó sẽ có là user. À. Này có là ID. Rồi. Cách mà mình cái relationship thôi. Chả có gì hết. À, bưng cái tin account ra ngoài. Move to account. Mình sẽ bưng ra ngoài. Move to section. Đây. Thì đến cái chỗ account này nhé, mình cái con này
Cái này cài cái test cao còn cao configuration entity configuration đúng không? Entity configuration. Install framework. Có thế. Có. Có thể thường thì khi mà build mà bị fail rồi nó không cài được, nó báo được rồi này. Entity entity vision hả? Ở đây mình sẽ để user.toTable đi. Table ta. toTable hả? Table name hả? Yes. Dùng table name khác là như ta là name ski data index key muốn để cho nó một cái scheme khác thì scheme khác hay sao ha, no key has one navigation not many property metadata chấm use yes F7 custom this entity to table type no builder này config cái này không được này. Này không được builder chấm yes lại bỏ đi rồi Session user topic at user configuration identity my configuration user yeah in the coming has many background one
SYG tương tự video.hsmany này sẽ còn thích cái action one user next monkey user id. Đi đi. Read name. Namespace luôn này. Để cái application về context. Về context này chắc cần phải dùng unit of work khi phức tạp inject trực tiếp cái application để context vô cái service của mình luôn. Đây nó sẽ có cái gì ta, A screen vô cái gì đây, B contact option, B contact option, click it, contact, contact option, thì cái gì contact option, mình sẽ có cái set user nên để set user account và action account and section ngoài cái on model creating model builder entity user không cao chấm to free. Table. Table. Này có tu table ra. Dot builder chấm entity apply config new user integration entity user mình chấm đây custom schema cho ta to table
Gen model building à, cái đó new and getting model principal mapping entity config. Thế nó sẽ dùng một cái config như thế này. Khác nó sẽ config như thế này này. Đấy, à, entity. Chấm thu ủa đi thấy vô thiếu cái name space gì hả thấy vô user thiếu cái gì đó là oh. Design vector nữa không cần design ra design vector thì không cần này design có khả năng nào này cũng sẽ được không nhiều thơ tụi thay bộ nam khi mà ra sao khi mà là xin không dài luôn action configuration identity type configuration action the table okay. Oh, thank you, sorry. Ah.
Đấy. Java section. Ok. Có được cái này. Cái này mình để dùng cái convention đó là extension static static hay service function for initiate this high service function with return service chấm hết về context query full cũng được. Dùng cái DB context query thôi. Application DB context. Nhìn vô cái nhìn vô cái gì? Action option. Action context option action bacon. Okay. New context option. Application. Context option header. Action mình sẽ click use context option builder chuyển vô là service provider và cái bên context option builder an action 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 bằng cái này
Anh em sẽ có cái là call service. Interface. Ok. Cái này nó sẽ làm cái chuyện của cái thằng này. Thì mình sẽ implement tất cả những cái này, cơ bản là cái này nó có là get user. Cái folder mới theo theo object. Object. Rồi. Đâu của mình hả? Chapter user. Mình để này là luôn dùng cái này nữa. Nó sẽ có. Base adapter ok, thì này có những cái như là last. User get user string id này by email string email này. Gì nữa? User get ID, get by account. By account xin này. Thì là có provider ID này. Rồi. Đó là user và delete
Anisa Anisa Singh. Ray Jackson. Ray Jackson thì mình sẽ để cái trong này này cho dễ. Ray Jackson. Như sau. Jackson này. Jackson thì nó truyền cái gì? Jackson này. Jackson. Section là truyền vô section token thì nó làm gì ta? Đây section. Update section. Đây user create section này. Section này nó truyền vô delete đây section để truyền vô một cái partial adapter section cái section token. À, thực tế chỗ này nó vẫn truyền vô một cái section. Update section là delete section thì delete section section token. Rồi. User cần cùng là phần class của cái adapter section adapter user. Action and user. User. And after section. Action. Action and user. Get action and user in token token này. Rồi đó là cái service của mình thì nó sẽ là iOS service này. Nó có một cái nữa là link account nữa. Link account account thì truyền vô là account adapter account. Cao thì cao có thêm là
Tên rất là cao. Và provider type nó có gì ta? Data hot email credential. Mình bắt mình năm provider hai nó có là mail và OAuth OAuth này mail này là rồi này này provider type user đây có user ID đây rồi. Ủa? User ID. Ok. Thì nào nó kết này. Tên. Nhập cao thì nó là tính ạ cao trả về đáp là cao đáp là cao nghĩa là xin đáp là cao mình sẽ im lên mình cái đống này mình sẽ rất cái hai db factory application đi vì cần phải đi đi vậy
location db context. Db context. Nick db. Db context. Get user return away validity bằng b return away db chấm user chấm website for hosting chấm id bằng id new thì bằng một chấm id email bằng một chấm email verify bằng một chấm email về miss bằng một chấm miss nam bằng một chấm nam yes or before cái bài cao bài cao mình sẽ này mình xin kết bạc cao thì vẫn được à. Được thôi. Cao thì using và vì con từ in ít đi. Cao thì return này. Db chấm cao này where yep. Provider and provider là provider cho đi and click user map from user first only for thing yeah and that's the user
Huawei. Mail. Xin. Return va db equal to net return away chấm user email email này cao update section user thì nó day user mình cứ chưa dùng nè section V section một như sẽ nó có gì đây bình thường thôi à. Doctor section đó. On section section đấy new inspire chấm inspire inspire chấm nào không ok xem các phần Action. User D. Base action. Trong khúc này mình sẽ stop này lại. Xin ra đi đi. DP section DP chấm section chấm section cả new inspire mission chấm id vui chấm new vui xin tất cần chấm user ID away db chấm submit play and sync return db chấm entry tab c section map form delete section delete section
Đơn giản. Boolean. Become action. Delete. Phải và ghép mà. Đây. Rồi hết section cần rồi này nó là một cái method mới đó là phút delete dùng say chain. User delete user delete user thì hầu như là sẽ không có gọi nhưng nó sẽ không gọi nếu có thì mình sẽ không có delete mà mình sẽ thì xem bằng quay user install before user như sao mình nên thì không đúng anh no user đi gắn đi disable mình kêu này hầu quay cái này say tạm thời mình sẽ để là nếu mà delete thì disable user này section now update user sau này nó hiếm khó mà nó xảy ra user mình sẽ để là interface this. Item by
Spy. Website. Yeah. Place. Mình sẽ set user builder commit property the like before là get the Yeah. Hey. Hey. Upset. Data Upset. Nếu mà đây user bằng user default sinh đi income mail bằng user email sơ chấm
ID. Session. No user file ID. Đi chấm đấy. Đấy. Sinh user thì mình rồi mình dương lại thôi. No. User. Okay. Return. Return map on user. Rồi. Link account page section and user link user link và user away b dot where token token yep. National tracking hết chấm thì được không? User. User and đây nursing nursing
section data. Ba mốt rồi. YDB dot again action return not from YDB. Rồi, cái cuối cùng là link. Cùng là link account. Link account là một cái adapter account. Thì nó sẽ link account. Link account. Được thôi. Using YDB dành away YDB và user access away YDB chấm user chấm audio using chấm audio nếu mà user nó không tồn tại thì new exception no user exists and no user ID và cao DP bằng way DP chấm cao no user ID for missing có gì cao nhưng mà nó có gì cái thứ sao vậy linh này. Tiếng ngạc cao đâu rồi. Bước xong. Bước vào vay. Này là cao chấm. Là ai chấm. Quân tên. Cao đi. Là chấm. Quân tên. New exception no account now my ID oh okay
rider id. Okay. Become user and ID. Cái chỗ này có thể nó sẽ có vấn đề nếu như cái user ID không phải là ở cái format của từng UID thì nó sẽ bị fail hay mình sẽ tính sau. Return new. Đó là cái mình ok này let's go rồi qua này. Okay. Yes. Okay. Services. And they actually they can be new. Let's see. Okay, so yes, we fail. Very option, can you? Let's see one. Bring này mình sẽ tạm thời mình sẽ và chắc cái video này mình dừng lại đi, mình sẽ làm tiếp tục ở một cái video sau, video dài quá. Ok, cơ bản là mình cũng nửa chặng đường, gần hơn nửa chặng đường của cái chuyện authentication ở trên backend rồi. Ok,
Video này chỉ là tập trung vô implement cái logic để lưu trữ cái authentication vô database thôi. Video sau mình sẽ finish cái này cộng thêm là setup cái middleware authentication cho thằng .NET để cái backend của mình nó cũng được protect ha. Bye.